tất cả các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14. Tập hôm nay mình sẽ đi khám phá khu mỏ bỏ hoang. Ở tập trước thì mình đã quay một tập rồi nhưng mà video bị hư các bạn. Tập đó mình đi khám phá cái ngôi đền đó đó và làm một cái mod farm. Ok, giờ mình sẽ lấy ít đồ rồi mình sẽ review cho các bạn những gì mình đã làm nha. Ok, mình lấy ít gỗ rồi. Ok, đi thôi các bạn. Mình đã làm một cái mod farm mới tập trước nhưng cái video đó bị lỗi nên mình đành phải lên video khác thôi. Tập trước mình dành cả tập trước ở trong chỉ trong khu này thôi, làm cái mod farm thì tốn thời gian rất là nhiều thời gian luôn các bạn. Rồi chưa quên mình bật nữa, mình có làm cái hệ thống redstone nữa. Rồi tắt skeleton cell bone ra các bạn. Giờ xuống dưới đợi thôi. Đấy, nó gớt rồi đấy. Cái này đánh một hit là chết nha các bạn. Mình có làm, mình farm hết mấy, bể hết mấy cái tấm đá luôn rồi. Lên được 32 level rồi. Đấy. Nhưng mà mình mắc, mình làm hư cái video đó luôn rồi. Bây giờ mình phải review lại cho các bạn thôi chứ mình chả biết cái làm gì nữa. Đây những thứ bữa hổm mình làm còn dư các bạn. Hôm qua cái tập đó là mình bấm nhầm một cái làm một đống bảng luôn. Ok, tập giờ mình sẽ đi khám phá con mỏ bỏ hoang đây thôi các bạn. Ok, đi thôi. Lấy sắt ra đó. Đi đường này đi. Cùng lắc lắc lắc. Okay, sẽ làm một cái đường đi lên luôn. Trong khu mỏ bỏ hoang này rất nhiều khoáng sản luôn đó các bạn. Kiểu như nó spawn nhiều hơn ấy. Thì giờ mình kiếm được nhiều vàng chút, tại thường thường trong khu mỏ thì rất là nhiều vàng luôn. Vàng phiên bản này cũng khá khó kiếm. Rồi, lấy hết sắt luôn. Đấy, các bạn thấy không, sắt rất là nhiều luôn. Quỷ nước đi. Ở đây không có gì hết. Ở đây không nè. Không có gì luôn. Sắp tới mình chỉ tỷ có bắt dân làng các bạn thì cũng có đường dây rồi, khỏi lo, phải khỏi cần phải làm nhiều. Cứ xuống đây mà lấy thôi. Đây, có cái gương này. Một táo vàng, hai cục sắt, hạt bí ngô, củ giờ, đường dây. Mình lấy đường dây luôn các bạn. Lấy luôn cái xe luôn. Ok, than nằm, các bạn có than quá trời luôn. Lấy sắt rồi. Sắp tới mình sẽ cố gắng không để tình trạng mà làm hư video đó các bạn. Mình chả biết sao video hư luôn. Thang mình sẽ không lấy nha. Bây giờ mình chỉ lấy sắt rồi thôi nè. Quá trời sắt nè. Đây nè. Một sắt nữa nè. Rất là nhiều luôn.
Không, mình nghĩ nên quay lại rồi. Ok, xem đây có gì không? À, đường cùng. Ở đây đường lên nữa nè. Trở lại thôi. Mình thử đào xuống dưới xem có gì không coi. Mình không có đang ghiều nữa chứ. Ok, mình kiếm một hướng đào xuống thử luôn. Cắm đuốc lên đi các bạn. Mình sẽ tìm một hướng mình đi xuống sâu hơn các bạn. Mình nghĩ sẽ có đường để đi xuống sâu hơn. Mấy vụ khám phá này cũng mình cũng không giỏi nữa. Đấy, nghe tiếng con nhện này đấy. Ở bên đây nè. Đây có hai nhện nè các bạn. Nhện rất là khó chịu các bạn. Fast one. Ở bên kia con cái nữa hay gì kìa. Không, không phải đâu. Gặp nhện hang thì các bạn mình nghĩ là nên phá cái spawner đi. Tại vì farm nhện cũng rất là khó làm đó. Mình ăn vô cái đó. Đói đi hết nổi rồi. Ok, tiếp rồi. Đây sắt nữa nè. Ủa đằng kia có cái spawner nữa kìa. Có không ta? Hay lava? Như lava các bạn. Ồ vãi. Chưa lót kịp đó mà. Mình nhìn thấy lava bên kia đi. Ok, đây có sắt nè. Đây luôn, đây luôn. Rồi quay lại đây. Chắc mình sẽ đi lên để là ráp lại cái bàn chế tạo các bạn. Hiện tại mình có 32 level. Mình farm cho chẳng 33 level cái mình enchant luôn nha. Tắt rồi đi xuống farm ha. Rồi kiếm đá đi cho đỡ hao kiếm sắt mình cái này. Được cái cung sức mạnh chẳng hỏng. Cứ quần giờ mình không lo về vấn đề bón phân nữa các bạn, tại mình có quá nhiều xương luôn rồi. Giờ chỉ cần farm chút nữa lên thôi. Ok, mình đang trở về đây, mình đã farm đủ 33 level. Giờ ngủ thức dậy sáng mình sẽ tạo lại cây sách để làm bằng phù phép rồi các bạn. Mình có đem lên qua trong tập trước. Ok, giờ cắt mấy thứ linh tinh đây. Rất to. Đó vàng, vàng. Còn sắt à, sắt mình để trên đây nè. Mình gây mình sẽ dịch ở đây đi. Giống. Giống để đây.
lắp linh tinh mình sẽ để ở ngoài. Sau này mình sẽ làm cái kho riêng các bạn, tạm thời để vậy đi. Chỉ giờ mình có quá nhiều chờ chỉ luôn, để đây. Đây mình sẽ lấy gỗ để làm bệ sách lại các bạn. Okay, chắc đủ rồi đó. Mình sẽ lấy kệ sách ra. Mình lấy về 10 kệ. Vẫn chưa đủ, làm thêm chút nữa. Càng nghĩ như đây đủ rồi. Mình sẽ đủ rồi. Ừ, bây giờ sẵn tiện tập này mình sẽ làm cái dàn giáo luôn các bạn. Tập trước mình chưa có đủ chỉ, giờ mình sáu mấy chỉ rồi nè. Ok, làm hết dàn giáo đây, làm hết luôn bốn mấy cái, làm 30 cái thôi. Oh my god. Ồ, tha hồ mà xây dựng luôn các bạn. Ok, sắp tới mình không khỏi lo các bạn. Giờ mình sẽ đặt bàn cho anh đâu, mình dự định đặt ở đâu ta. Giờ mình chưa biết đặt bàn cho anh đâu các bạn. Hay đặt tạm ngoài trời đi, mà mình sợ cái bơ nó chết lắm. Đang ăn chanh các bạn, nó nhào lên nó bùm là xong đấy. Nè, đặt đây đi. Nè, đặt trên đây là giờ dây leo ăn không cần lóc rồi. Đó, giờ chỉ trèo lên thôi. Đấy, giờ chỉ trèo lên thôi. Và tiện luôn. Đấy, đặt lên đây là các bạn. 1 miếng đặc sắc ở đây ta. Đặt cho nó bằng bằng hơn đi. Làm trên đây khá là an toàn luôn. Tại vì mình nghĩ là zipper không trèo lên được đâu các bạn. Tạo đây là các bạn chế tạo luôn. Đây, đặt gì đi. Mình sẽ đặt xuống. Thử nè, đâu 30 level đó. Mình sẽ làm xuống làm một cái cúp kim cương đi. Cúp này mình để đào kim cương thôi. Mình sẽ làm kiếm những cây cúp khác. Rồi lấy kim cương nè. Làm cây cúp kim cương. Okay. Mình sẽ làm ghi chép kim cương đi. Sau này mình sẽ nâng cấp sao. Cây nhiều. Cái gì tôi sẽ làm một cái kiếm. Đây còn 8 viên thôi các bạn. Mình sẽ dành một tập riêng để mình làm đi đào kim cương. Giờ chèo lắm thôi. Rất là an toàn luôn. Sau này mình sẽ xây nhà riêng, giờ tạm thời ở đây các bạn. Đánh mặt lề. Hiệu sức 3. Hiệu sức 3. Mình nên enchant cái gì ta? Mình nghĩ nên enchant cây rượu các bạn. Tại sắp tới mình rất cần chặt gỗ nha. Ok, chết, mình sẽ lấy ngọc luli rồi. Vậy để mình xuống lấy cái nào. Ok, mình đã có ngọc luli rồi. Rồi tiếp tục thôi. Mình sẽ đặt cái gương ở đây luôn. Gỗ luli rồi. Tạo đây. Nó có bị chặn level
Ô, có bị chặn level các bạn ơi. Được luôn. Dạ, ở đây. Chị đã đây, đi vô đây. Bỏ một này. Rồi, tạo ra luôn đi đó. Hy vọng sẽ có chậm hỏng. Ồ, siêu thoát luôn các bạn. Ở cái này phải mình ép vô cái cúp thì ngon quá. Sao? Gia tài 2, mình không cần gia tài. Chậm hỏng. Kiếm chậm hỏng. Ok, mình sẽ mình sợ cây kiếm này ép không ra sắc bén các bạn. Có nên ép không ta? Thử ép áo xong sao? Bảo vệ. Gia tài cúp thì không cần gia tài. Ủa, sẻn thì không cần gia tài. Mình đã có gia tài. Ok, ép luôn cây kiếm nè. Làm liền nè. Đó, ngon rồi các bạn. Ok, sắc bén 3 cũng tầm ổn. Không có cúp lần này thôi nè. Ồ, hiệu suất 3 nè. Mình sẽ trong thời gian giữa 2 tập mình sẽ farm kinh nghiệm để em chan cái cúp này lên. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.